Và hôm nay là một buổi họp cuối năm của anh em RC Đắk Lắk các bạn ơi. Sáng nay là cái thời tiết là đẹp và đông lắm các bạn. Tầm mấy chục người luôn. Và cái đây là màn biểu diễn của ba phi công. Đây là anh Duy. Đây là anh Huy và đây là anh Hải. Để biểu diễn bay một lần ba con máy bay SkyMax do Bình Dương Hobby tài trợ các bạn ạ. Rồi, chúc mừng các bạn nha. Bắt đầu từng người lên nào. Không đập. Rồi, bắt đầu này. Bay theo đội hình nha. Rồi, một em rớt rồi các bạn ơi. Đó là của anh Hải. Anh Hải đã bị rớt rồi. Với các bạn bay quá đỉnh. Chạy đi. Chạy đi chứ. Rồi bay hết đội hình đây anh em ơi. Ra vào đó có chuyện gì mà không được đâu nha. Anh cần trong đây thôi. Mày cứ lúc ở đấy làm sao được? Đó ơi. Hả? Em trình diễn một pha bay nhảy lại. Rồi bây giờ anh Huy sẽ biểu diễn một đoạn bay gửi các bạn ơi. Đây máy bay của anh đây. Đây zoom lại gần gần tí nào. Rồi, đây. Đây là cái máy bay của anh đây. Bay gửi các bạn ơi, đang bay gửi đấy. Đấy, đang gửi đấy các bạn. Đấy. Đang gửi đấy các bạn ơi. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, đang gửi đấy các bạn. Ngửa mà bay thấp luôn nha. Bài khó lắm các bạn ơi. Rồi anh ấy đã lật lại rồi, cho gặp nguy hiểm các bạn. Rồi, ok. Ui, trời đẹp quá các bạn ơi. Tắt máy rồi. Liệu có cứu được cái pha này không? Các bạn chờ xem. Chờ xem các bạn ơi, cố gắng nào các bạn. Rồi, cố gắng hên quá. Rồi, vô bụi thôi. Cùng lắm là lủng cái đề can thôi các bạn. Chán đời thật. Bay ngửa lâu quá. Do bay ngửa lâu quá cho nên không còn xăng nữa các bạn ơi. Bây giờ lại xem cái tình hình với anh như thế nào nào. Mong rằng phi công không được cắt cái khúc này. Rồi bay gì, tắt máy. Một pha xử lý. Từ từ, đây một cái pha này nguy hiểm hơn. Từ từ, em đứng chờ anh nào. Pha này mới ghê này các bạn ơi. Mất tắt máy từ trên cao rồi. Hay quá. Rút đơ. Không có gì mà khó khăn đối với anh Duy chúng ta đã. Rồi các bạn ơi. Rồi, trời ơi. Không có gì mà làm anh Duy. Lại xem cái bài xem nào các bạn ơi. Còn này với căng cái lủng để can rồi. Đây này, 6 bụi này. Lủng nghe không? Không vấn đề gì luôn. Ôi không bị gì hết các bạn. Đồ quá anh Duy ơi. Hai pha tắt máy giữa chừng. Không bị gì hết. Rồi chúc mừng. Không được.